Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn thêm cái tính năng tận dụng cái chiếc DAC rời của Dan Duo để nghe nhạc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách mà chơi của mình, đó là mình sẽ sử dụng một cái đầu cơ transport CD transport. Cụ thể là mình sử dụng cái cơ transport của Cambridge Audio CXC. Từ cái CD đầu CD transport này mình sẽ xuất âm thanh, thế xuất cái tín hiệu qua cái đường cáp quang lên trên đường cáp quang đầu vào của con DAC rời của Dan Duo, để từ Dan Duo sẽ giải mã và qua âm ly hai kênh để nghe cho nhạc, tận dụng cái DAC của Dan Duo nghe cho nhạc nó hay hơn. Ở mặt sau thì trên chiếc cơ giải mã transport này, trên CD này, đây là cái đường phát tín hiệu trực tiếp từ mắt đọc của CD, sẽ truyền tín hiệu không qua giải mã của đầu CD, bởi vì đây là transport cho nên là không có giải mã, sẽ đi vào đường cáp quang optical in của Dan Duo. Từ đây thì mình sẽ nối hai cái đường RCA để cho âm thanh, tín hiệu âm thanh nó trở về cái âm ly hai kênh để mình nghe nhạc từ cái con cơ transport này. Ở cái việc mà nghe nhạc qua cái này thì rất đơn giản, mình không cần phải chỉnh gì ở trên đầu đăng cả, bởi vì khi mà có nguồn tín hiệu kỹ thuật số mà đi vào đường optical in thì tự động con đăng nó sẽ giải mã, trừ khi mình đừng tắt máy, cứ để máy đăng bật thì tất cả âm thanh sẽ tự động qua giải mã luôn. Trừ khi mình bật, mình thay đổi nguồn, mình select, mình cho nó chạy ổ cứng thì tự động cái đường optical in trên đăng nó sẽ tự động nó ngắt. Ở trên con đăng thì mình chỉ có chú ý một vài cái tính năng chính trong mục cài đặt âm thanh. Thì là mình để âm thanh nó kết nối theo đường cáp quang ở cái dòng đầu tiên. Tiếp tục là chế độ xuất âm thanh thì mình cho nó về chế độ PCM để cái đăng nó sẽ sử dụng cái DAC 9018K2M của nó. Ở cái phần mà chuyện về tính năng của cái con DAC này thì mình chỉ có là vào cái dòng cuối cùng. Hôm nay mình sẽ nghe cái thể loại nhạc nhẹ, cho nên mình để ở cái chế độ slow roll up để cho cái nhạc tính nó nhẹ nhàng. Còn nếu như ai đó mà sử dụng chơi nhạc nhanh, nhạc mạnh thì vào cái fast roll up này. Bây giờ mình sẽ thử bật trên đầu đăng, sẽ không cần phải làm gì cả, cứ để nguyên. Sau đó mình sẽ thử bật một bài trên trên cái cơ CD này luôn. Ví dụ. Còn muốn to nhỏ thì mình sẽ dùng chính volume ở trên con đăng mình chỉnh. Đấy. Đây là mình chỉnh to hơn. Đến 100 thực ra là cái cỡ bình thường nhất, chính là ở cái mức 0 decibel ở trên các đầu CD như bình thường, cho nên các bạn đừng lo là bật to quá thì bị vỡ tiếng, thế thì là không sợ. Nghe rất thích. Trường hợp đang nghe nhạc CD, nếu như mình muốn nghe từ nguồn phát ổ cứng hay gì thì tự động cái nguồn CD nó sẽ nó nguồn nguồn DAC rời nó sẽ tự động nó tắt. Đây, ví dụ như bây giờ mình tắt đi.
đi cái thì tự động nó lại sẽ nhảy về cái nguồn của con cơ transport. Trường hợp mà mình tắt cái đầu ở chế độ standby thì con DLC vẫn hoạt động. Nó vẫn hoạt động. Trừ khi mình bắt đầu mình tắt cái nguồn của nó đằng sau, của nguồn hoàn đăng đi, thì nó sẽ ngắt tiếng nhạc luôn, tức là lúc đó là DLC sẽ ngừng hoạt động.